Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Nối kết yêu thương. Chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Vina Capital phối hợp thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, như thường lệ, mời quý vị sẽ cùng theo dõi một thông tin cộng đồng trong tuần này. Thưa quý vị, sau khi tiến hành các thủ tục rất là nhanh chóng, thì bây giờ bé Bùi Hoàng Duy đã có mặt trong căn phòng bệnh của Bệnh viện Đại học Y Dược và chuẩn bị cho cuộc mổ sắp tới. Xin mời quý vị chúng ta cùng nhìn bé Duy ạ. Khác hẳn với lại cái tiếng ồn của máy dệt ở nhà rồi cái không khí nóng bức ở nhà, thì đây là một cái điều kiện rất là thoải mái cho cả gia đình. Những cái tiến trình mà mình sẽ chuẩn bị thực hiện cho trường hợp của bé là như thế nào ạ? Như theo quy trình thì tất nhiên chúng tôi sẽ làm lại cái siêu âm, mà ít nhất là có hai bản siêu âm để mà đối chiếu. Sau đó chúng tôi sẽ làm thực hiện tất cả những cái xét nghiệm tiền phẫu về xét nghiệm máu để chuẩn bị cho cái cuộc mổ. Và sau đó sẽ là khi mà đủ xét nghiệm, đủ siêu âm thì chúng tôi sẽ hội chẩn cả với phẫu thuật viên với lại bác sĩ nội khoa, nhi khoa. Vâng, thưa quý vị, mỗi lần một tuần thì ekip của chúng tôi vào Bệnh viện Học Y Dược là hai lần để mà đón các bé vừa mới được mổ ra viện và lại đưa những ca mới vào. Và cái cảm xúc mỗi lần là nó hoàn toàn khác nhau, không có trường hợp nào giống trường hợp nào cả, thưa quý vị. Và một lần nữa thì chúng tôi lại rất là cảm ơn bác sĩ Khôi, tại vì chính bác sĩ Khôi là cầu nối, là người đưa trường hợp của bé Bùi Hoàng Duy ngày hôm nay đến bệnh viện này, đến với chương trình Nhịp Tim Việt Nam, đến với Nối kết yêu thương để chúng tôi có cơ hội được giúp thêm một sinh linh nữa có được một trái tim khỏe mạnh. Xin được cảm ơn bác sĩ Khôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến từ phía Quỹ Nhịp Tim Việt Nam. Bến Nghe xin được mời anh Thanh ạ. Nếu mà bữa đó mà tình cờ không có bác sĩ Khôi đi mà mình không ra ngoài để mà thí dụ như ba bé mà không ẵm bé ra ngoài đứng hóng mát đó, thì cũng không thể nào phát hiện ra. Nhưng mà theo mình biết đó là cái trường hợp của cháu này bác sĩ Khôi phát hiện ra, mà sau khi siêu âm chẩn đoán thì rất là phức tạp, rất là khó khăn những ca mổ, mà còn khó hơn cái ca mà mình đã đi trước nữa. Nhưng mà sau khi các bác sĩ siêu âm hội chẩn thì thấy cái tình hình là có thể giải quyết được. Bây giờ hiện tại bé đã được nằm ở bệnh viện đây rồi, coi như đã tất cả đã sẵn sàng, và chúng ta đã có đầy đủ điều kiện để mà cho cháu được một cái ca mổ sắp tới. Thì coi như là chúng tôi đại diện nhà tài trợ là thấy rất là vui mừng là một sinh linh sẽ được hồi phục rất là sớm. Cái điều mà chúng ta vẫn thường thấy đó là chi phí cho một ca phẫu thuật tim là rất lớn, rồi chưa kể là những cái thủ tục hành chính, rồi chuyển viện, rồi nhập viện, rồi nhiều thủ tục khác cũng rất là nhiều khê, khiến cho người bệnh cảm thấy đã mất sức lại càng thêm mất sức. Nhưng mà thông qua chương trình Nối kết yêu thương ngày hôm nay thì chúng ta thấy là mọi việc đều diễn ra một cách trơn tru, dễ dàng như chưa từng dễ dàng đến như vậy. Vậy thì ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị những cái bước cơ bản nhất để cho bé Duy có thể vào bên trong phòng để cho các bác sĩ tiến hành việc khám trước khi tiến hành cuộc mổ. Bích Nga cũng như là ekip thực hiện đến từ chương trình Nối kết yêu thương của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay được biết là chị có đến thăm các em vừa mới phẫu thuật tim xong. Và Vít Nga thấy là bây giờ chị cũng đang rất là xúc động. Vâng, thưa quý vị và các bạn, xúc động đó là một cái mẫu số chung của tất cả những người mà làm tim của chúng tôi. Không biết là ngày hôm nay có phải là lần đầu tiên chị được đi thăm các bé vừa mới mổ tim xong không ạ? Dạ đúng ạ. Hôm nay tôi đại diện cho công ty cổ phần Yến Việt đi thăm các bé. Thực sự ra thì chúng tôi cũng đã thông qua gián tiếp các quỹ tài trợ, ví dụ như là bên Vina Foundation của Vina Capital. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp tham gia. Và thực sự ra là khi mà mình trực tiếp như vậy thì mình mới cái cảm xúc của mình không thể kiểm soát được. Tôi đã có hai bé, một bé trai 5 tuổi và bé gái 18 tháng. Khi tôi thấy như vậy thì tôi cảm giác là tôi thật sự là hạnh phúc khi hai con của tôi khỏe mạnh. Tôi rất mong là các em ở đây
sẽ khỏe mạnh và sống lành lặn, phát triển như các trẻ em khác. Và cũng thay mặt cho tất cả các ông bố bà mẹ có con bị bệnh tim bẩm sinh, xin được chân thành cảm ơn nhà tài trợ từ Yến Việt cũng như là các mạnh thường quân khác đã luôn đồng hành cùng với chương trình Nối Kết Yêu Thương với Nhịp Tim Việt Nam, để chúng ta đang làm một cái điều rất là thiêng liêng, đó chính là chúng ta mang niềm vui và hạnh phúc đến với tất cả những người mà luôn luôn phải khóc hàng đêm chỉ vì khi mà nhìn thấy con mình bị bệnh tim bẩm sinh. Thế thì nếu như mà có một điều cuối cùng muốn nói, muốn nhắn gửi đến tất cả các mạnh thường quân khác, những người mà cũng có thể là sẵn lòng bớt chút ít tài sản hoặc là tiền bạc để chúng ta có thể hỗ trợ cho những trường hợp như thế này, thì chị sẽ nói gì ạ? Nếu được, chúng ta hãy cùng chung tay góp sức để có thể là giúp đỡ các em ở trong những hoàn cảnh khó khăn này. Hiện tại thì tình hình kinh tế chung rất là khó khăn, và chúng ta cũng không ngoại lệ, những cái mình sẽ không có ngoài những cái vấn đề đó. Do vậy là cho dù mình có lá rách thì mình đùm lá rách hơn. Đó là cái điều mà mình rất là mong mỏi. Xin được cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta có một nhà tài trợ đồng hành cùng với chương trình, và chúng ta cũng đã thấy chị ấy rất là xúc động, và chúng tôi hy vọng rằng là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình cũng đồng cảm với cảm xúc này của chúng tôi, và mọi đóng góp của quý vị mời quý vị sẽ cùng gửi về cho chương trình Nối Kết Yêu Thương, để chúng ta cùng làm được nhiệm vụ thiêng liêng, đó chính là mang tình yêu đến khắp tất cả các trái tim còn chưa thật sự bình yên. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nối Kết Yêu Thương ngày hôm nay sẽ là một chương trình đầy cảm xúc bất ngờ khi mà chúng tôi chứng kiến một người mẹ nghèo đau đớn khi biết con mình bị bệnh tim bẩm sinh, vừa mới cấp cứu xong và cần phải được phẫu thuật ngay. Thưa quý vị, chậm một ngày thì tính mạng của em bé sẽ như chỉ mành treo chuông. Thưa quý vị, một tuần thì chúng tôi đến Bệnh viện Học Y Dược 2 lần. Và xung quanh đây thì quý vị có thể thấy là trên khắp hành lang thì các bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân rất là đông. Và ngày hôm nay thì được sự giới thiệu của Bệnh viện Đại học Y Dược thì chúng tôi tức tốc quay trở lại với Bệnh viện Đại học Y Dược, tại vì ngày hôm nay có một ca rất là đặc biệt, thưa quý vị. Một em nhỏ khoảng 17 tháng tuổi và đưa vào bệnh viện cấp cứu trong một hoàn cảnh rất là khó khăn, và gia đình thì không có tiền chữa chạy. Và xin được mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với nhân vật chính. Bích Nga xin được chào chị. Bích Nga cũng như là ekip thực hiện chương trình đến từ chương trình Nối Kết thì được bệnh viện giới thiệu thì đây là một ca cấp cứu, thì chị có thể cho biết là chị tên gì và chị đến từ đâu ạ? Dạ em tên là Nguyễn Thị Diệu, em đến từ Cà Mau, nhưng mà em bên đây bằng là 7 năm trên này, em bằng công nhân trên này. Dạ, làm công nhân ở đâu? Ở bên Cát đó chị. Dạ em bằng giao phó điện thoại mình đó. Rồi bé của mình bị sao? Dạ bé này bệnh tim ở trong bụng mẹ từ nhỏ. Mà hồi đó chị có biết không? Dạ biết, ở trong bụng là 7 tháng là em biết rồi. Mà vẫn sinh? Dạ. Đây là mình nghĩ. Tại vì bác sĩ nó lớn quá bỏ không được cho nên nó sinh nó ra. Mà chị có mấy đứa không? Dạ 2 đứa. Anh nó thì mới mất bữa 25 tháng 4. Mới mất 25 tháng 4 năm nay á? Dạ. Nó cũng bị tim hở 2 lá đó. Không có tiền lo đó. Cái nó bệnh nó đi luôn ở nhà. Em mất là mấy tuổi? 5 tuổi. Đó, đó, đó. Dạ. Bé này là mấy tuổi rồi? Dạ mới 17 tháng tuổi rồi. Rồi chị đi đây với ai? Có chồng mà có người thân? Dạ có một người anh nuôi phụ, nhưng mà ông đi xuống dưới kia ở mua đồ rồi. Dạ. Là đưa vô bệnh viện là anh đưa vô? Dạ tại vì đi thì có mình em thì lo không nổi. Tại vì nó quậy lắm. Qua nó bỏ ra, lúc hồi này mới còn tháng tới giờ. Lúc sinh ra là cha bỏ đi. Được tháng tới giờ đi luôn tới giờ. Thằng lớn chứ không về luôn á. Thì lúc mình nghĩ lại rồi mình có buồn không? Dạ có. Cuộc đời cũng khổ quá. Dạ. Giờ mình làm công nhân một tháng bao nhiêu tiền? Nếu tăng ca được 4 triệu mấy, 5 triệu. Chi phí bệnh sữa cho thằng này cũng hết rồi. Dạ không đủ. Mà qua có câu hỏi kìa. Rồi có hay về quê không? Có về dưới Cà Mau? Dạ không. Dạ cha mẹ em lên đây sống luôn rồi, cho nên ở dưới không có đất nữa, chứ mướn đất rồi mở 2 triệu. À mướn nhà. Ờ mướn đất mình cắt nhà. À mướn đất rồi cắt nhà. Dạ. Nói chung cha mẹ lên đây cũng được 4-5 tháng rồi. Rồi có phụ nuôi bé với chị? Dạ không. Bả thì bị yếu hai cái giò đó, bả giữ đâu có nổi đâu.
bé cũng chưa nói được, chưa đi được. Chưa nói, chưa đi, chưa ngồi gì hết á. 17 tháng tuổi rồi thôi. Tại vì bác sĩ nói tim nó có một thắt một nhĩ à, cho nên là cũng hơi nặng. Rồi bây giờ nhiều đêm mà ôm con mà nằm thấy con khó thở rồi mệt, thì mình nghĩ gì? Thấy nó cũng quen chị ơi, thằng này thì chứ nó ít vô bệnh viện, thằng anh đó, anh nó vô suốt luôn đó. Vô bệnh viện suốt cho từ 1 tuổi cho đến 5 tuổi cho đến đi 1 tháng là nó vô bệnh viện thở oxy đôi 2-3 lần. Hết thì bác sĩ cho về, hết bác sĩ cho về. Nó cũng có tật cái tay nữa nè, thằng lớn á. Cái toàn tay là như cái tay này nó có tật, có hai ngón rồi. À vậy nữa đó. Dạ. Thì ông hỏi em có thai đứa đầu tiên cái chị, em nói dạ, ông không nói gì hết. Là khi mà sinh ra là mình thấy là khi sinh ra là bé đã bị tim luôn rồi. Dạ. Em cũng không hay, tới nó tới 3 tháng đi bác sĩ đó, bác sĩ mới nói mới biết thôi. Vậy là một mình rồi đùng tấm mẹ con nuôi nhau hai ba. Không, đứa còn lớn thì còn có cha nó. Thành này ra 1 tháng ổng mới bỏ đi. Thưa quý vị, qua một vài phút trải lòng thôi mà quý vị thấy đúng không? Xung quanh chúng ta còn rất là nhiều mảnh đời. Cuộc sống thì thu nhập không có cao, phải đi thuê nhà, thuê cửa. Một thân nuôi 2 đứa con, một cháu bị bệnh tim đã vừa mới qua đời cách đây 1 tháng. Cái nỗi đau đầu tiên nó còn chưa kịp lành da thì lại một cái nỗi đau mới, lại một đứa nữa vào cấp cứu. Mà thưa quý vị thử tưởng tượng là với một người làm công nhân với thu nhập như thế thì đến khi nào mới đủ tiền có được một ca mổ tim cho con? Mà xin thưa với quý vị, nếu không đủ tiền mổ tim thì rồi đứa con thứ hai cũng sẽ phải giả từ cuộc đời này mà đi thôi. Đó là điều mà tất cả làm tim, những người làm tim của chúng tôi luôn cảm thấy rất là đau, rất là bất lực khi mà y học có thể cứu chữa được, nhưng chúng ta phải tạm biệt với một thiên thần bé nhỏ. Quý vị thấy 17 tháng mà vẫn chưa có thể nói được, chưa có thể ngồi được, chưa thể đi được. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì cũng là một cái duyên để mà chị đến với Bệnh viện Đại học Y Dược. Rồi cũng có những con người cũng còn rất là hảo tâm và có giới thiệu chị với lại chương trình. Thì chắc là bây giờ mình vào bên trong bệnh viện đi, mình vào bên trong phòng bệnh đi. Thì chắc là mình sẽ mời các bác sĩ đến coi lại tình trạng của bé như thế nào. Thì về phía Quỹ Nhịp Tim Việt Nam ngày hôm nay cũng sẽ có người tham gia và sẽ quyết định thử là với cái chi phí phẫu thuật của mình là khoảng bao nhiêu và chương trình sẽ tài trợ cho mình được bao nhiêu để cho mình đỡ lo chị ha. Rồi chắc bây giờ mình đi vào bên trong phòng. Phòng của bé ở đâu? Phòng của bé ở đâu chị ạ? Dạ thưa bác sĩ Khôi, Bích Nga vừa mới trò chuyện với chị là mẹ của bé Tấn Đạt ở bên ngoài, thì có biết được là hoàn cảnh cũng rất là éo le và rất là cần cái sự trợ giúp từ chương trình. Bệnh lý của cháu cũng là một cái vấn đề cực kỳ khó khăn. Cháu chỉ có một cái tim một thất, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái máu mà lên động mạch phổi nó bị hẹp. Cái thứ ba nữa là một nhánh chính của động mạch phổi phải nó không có. Cho nên đây nó sẽ là một cái cuộc mổ hoặc là một cuộc điều trị phức tạp hơn nhiều. Thưa quý vị, tôi cứ đang đặt là tôi là mẹ của bé Đạt thì tôi cũng, quả thật là tôi không biết bây giờ tôi phải nói gì cả. Vậy thì không biết là tình trạng như thế thì liệu mình có thể 1-2 cuộc mổ mình có thể hoàn toàn mình khắc phục được những cái dị tật trong tim của bé không ạ? Chúng tôi sẽ cố gắng làm được cái gì trong khả năng chúng tôi tốt nhất chúng tôi có thể làm. Con số ước đoán cho ca mổ này là khoảng 70 triệu đồng, con số hoàn toàn không hề nhỏ tí nào cả. Chị Châu ơi, Bích Nga cũng trình bày với chị về trường hợp của bé Đạt, là một bé mà được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược và hoàn toàn cũng không nằm trong những cái ca hồ sơ bệnh án mà mình chuẩn bị trước đây. Đầu tiên là em muốn hỏi cái suy nghĩ của chị thôi, cá nhân chị khi mà nghe trường hợp này thì chị nghĩ như thế nào ạ? Nhịp Tim Việt Nam nghĩa là chương trình liên quan đến sống chết ấy. Nhiều khi mà bảo là quy trình ấy, thì có những lúc mình thấy là mọi quy trình trở nên vô nghĩa. Nghĩa là bình thường, ví dụ mình nói một quy trình để nộp cái hồ sơ, mình sẽ xét. Ví dụ như với em bé này ấy, thì bây giờ chúng tôi phải nói có. Ngay cả khi chúng tôi chưa hề biết tên em, nghĩa là chúng tôi nhận được một cuộc gọi và nói rằng bây giờ có một người mẹ, có 2 đứa con, một em bé bị mất vì tim, đứa thứ hai thì đang rất là ngặt nghèo. Chương trình ở đây để giúp những trường hợp không còn biết trông vào đâu. Và tôi tin rằng là những nhà tài trợ ngoài kia cũng cùng một cái suy nghĩ như vậy, để chúng ta phá bỏ mọi quy trình khi cần thiết, bởi vì đó là sự sống, cái chết nha. Bây giờ nếu như mà có một điều ước mà mong muốn cho con mình thì bây giờ mẹ ước gì nè? Ước có số tiền thì mổ cho con em vẽ lại.
Giờ này thì chúng tôi vẫn chưa nhận hồ sơ, vẫn còn chưa biết tên của bé. Tuy nhiên là trái tim của một con người thì lúc này chúng tôi không thể thờ ơ hoặc không thể lạnh được, mà một trái tim chúng tôi phải khiến cho khối óc nó xử lý nhanh hơn. Và xin được thông báo với chị là về phía Quỹ Nhịp Tim Việt Nam và chương trình Nối Kết Yêu Thương sẽ đồng hành cùng với bé và cùng với gia đình trong cái cuộc chiến trong sắp tới. Bây giờ mẹ với bé mình chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với cuộc mổ ha, và mình cũng sẵn sàng để đối đầu với tất cả các tình huống có thể là xấu nhất. Em cũng cảm ơn các bác sĩ và các phóng viên đã lo lắng cho con em, tận tình giúp đỡ. Em cũng thật tình cảm ơn, em vui lắm. Em cũng cảm ơn các nhà tài trợ đã lo lắng cho con em khỏe mạnh. Và chương trình Nối Kết Yêu Thương tuần này sẽ được tạm dừng tại đây. Mời quý vị sẽ cùng tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Nối Kết Yêu Thương kỳ tới sẽ được phát sóng vào Chủ nhật lúc 10 giờ 40 phút trên kênh HTV9 và phát lại vào thứ Hai lúc 9 giờ sáng trên kênh HTV7. Thân ái chào tạm biệt quý vị. 100% đóng góp của bạn vào Nhịp Tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ số 24 Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0838278787. Website nhiptimvietnam.org.